Nó sẽ có hai cái chế độ nha. Các bạn bóp bên đây nè, nó sẽ là lặn nè. Còn bóp bên đây nó sẽ nổi lên. Thì khi nhấn nút trên đây thì ở trong đây nè, các bạn sẽ thấy một cái cánh quạt ha. Cánh quạt nó sẽ thổi giúp cho tàu của chúng ta lặn xuống bên dưới. Vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một mẫu sản phẩm mới, đó là cái mẫu tàu ngầm điều khiển ha. Đó. Và do nhà có điều kiện nên mình đã sắm được một cái hồ bơi rất là lớn như thế này ha, để phục vụ cho các bạn. Đó. Thì đối với cái tàu ngầm điều khiển này mình đã tháo hộp ra rồi ha. Thì trong hộp nó sẽ gồm có một cái tàu ngầm điều khiển rất là lớn như thế này ha, nặng khoảng 5 tấn. Đó. Thứ hai thì chúng ta sẽ có một cái remote điều khiển ha, có anten. Và điểm đặc biệt thì cái mẫu sản phẩm này nó đã được nâng cấp so với cái mẫu sản phẩm trước đó ha. Thì cái mẫu sản phẩm trước đó của mẫu tàu ngầm này thì ở trước ngoài trước nó sẽ có một cái nắp nè, giống như trong hình đó. Đó thì cái nắp người ta sẽ gỡ ra thì nó mới kết nối được, tuy nhiên thì nó hơi xấu một chút xíu. Thì sau này hãng đã nâng cấp lên là hãng sẽ thiết kế bằng cách chạm dây mát ha, tức là khi xuống nước á, các bạn chạm hai cái này vào nhau thì nó sẽ sáng. Ví dụ như mình sẽ nhúng một miếng nước vô ha. Đó, khi có nước vô thì nó sẽ sáng, hai cái mạch này chạm nhau nó mới sáng ha. Đó, như vậy. Cái thứ hai nữa thì đối với cái mẫu sản phẩm này á, thì lúc trước thì mẫu sản phẩm này chỉ có dây sạc ở trong cái remote thôi. Thì bây giờ hãng đã thiết kế thêm một cái dây sạc rời nữa để cho các bạn dễ sử dụng hơn. Dây sạc rời để sạc vào nguồn điện thì nó sẽ nhanh hơn. Hoặc nếu hết pin hay gì á thì các bạn sẽ sạc bằng cái dây sạc ở trong đây, thông qua cái remote nó sẽ lấy pin trực tiếp từ remote ha. Thì bây giờ mình sẽ nói về một số chức năng của cái mẫu tàu ngầm này. Thì mẫu tàu ngầm này á, thì ngoài chức năng các bạn tiến lùi, xoay trái xoay phải bằng hai cái cánh đuôi sau, thì các bạn sẽ có một cái chức năng nữa là lặn ha. Tàu ngầm á, nó sẽ lặn ngầm ở xuống dưới bằng cách các bạn sẽ nhấn nút trên đây ha. Thì khi nhấn nút trên đây thì ở trong đây nè, các bạn sẽ thấy một cái cánh quạt ha. Cánh quạt nó sẽ thổi giúp cho tàu của chúng ta lặn xuống bên dưới. Đó, thì mình sẽ nhúng miếng nước mình đã test đây cho các bạn xem, rồi xíu nữa mình sẽ test ra trong cái mặt nước ha. Đó. Đó. Thôi, mình để dưới luôn đi. Cái tay ít nước quá nó không ăn được. Rồi mình sẽ làm lại nè. Tay thiếu nước. Đó. Rồi mình sẽ để xuống nước luôn, mệt quá. Đó, thì giờ mình sẽ test thử trong nước cho bạn xem ha. Đó, khi để xuống nước thì tàu nó sẽ tự động phát sáng ha. Và chúng ta sẽ điều khiển. Đó. Đó, do cái hồ khá là nhỏ. Đó, quẹo phải đó. Nè, còn bây giờ mình sẽ bấm nó sẽ lặn cho các bạn xem ha. Lặn nè, chúng ta bấm nút trên nè, nó sẽ lặn xuống. Đó, nó sẽ đã lặn xuống tuốt dưới đáy rồi đó. Thì lúc này các bạn cũng có thể điều khiển tiến lùi được ha. Đó. Buông ra thì nó sẽ nổi lên mặt nước và chúng ta sẽ điều khiển ở trên. À, khá là thú vị. Quẹo trái nè. Quẹo trái nói chung bóp tiếng thì nó sẽ rất là nhanh ha, do trong trong đây cái môi trường cái hồ điều kiện khá là lớn cho nên tàu không hoạt động hết công suất của mình. Đó, bóp thẳng gì trước thì nó sẽ chạy rất là nhanh và khá là đẹp. Đó, giờ lặn nè. Đó. Nó sẽ có hai cái chế độ nha. Các bạn bóp bên đây nè, nó sẽ là lặn nè. Còn bóp bên đây nó sẽ nổi lên. Đó, nó sẽ thổi ngược lại đó. Nó có hai chức năng ha, lặn nè. Nổi nè. Đó, bấm nó sẽ nổi lên trên ha. Vừa lặn thì chúng ta cũng có thể điều khiển tiến lùi trái phải bình thường. Đó. Do trong điều kiện khá là hẹp nên hơi khó chút xíu. Đó, lặn nè, các bạn vẫn tiến lùi trái phải bình thường ha.
đó còn nổi nè, bấm cái nó sẽ nổi lên mặt nước liền. Chúng ta sẽ điều khiển ở trên bờ thì khá là thú vị. Nếu như các bạn có hồ hay nhiều hồ cá gì, chúng ta sẽ chơi trong đó thì cực thích luôn. Đặc biệt thì các bạn nhỏ thì rất thích cái mẫu sản phẩm này ha, ba mẹ có thể mua về để cho các bạn nhỏ chơi thì rất là thú vị, hoặc làm quà tặng để dành cho các bé ha, các bạn đó. Đó. Thì nó có chức năng tiến lùi trái phải, bơi trong hồ lớn thì khá là đã ha. Trời ơi, nước chảy ra ngoài hết đó. Lặn nè. Nổi nè. Nổi nhanh á. Còn nếu mà muốn nổi từ từ thì các bạn chỉ cần buông ra thì nó sẽ tự nổi lên, nhưng mà nó sẽ nổi từ từ ha. Đó. Lặn nè, đấy. Khá là thú vị. Đó thì còn sau khi chơi một khoảng thời gian, nếu bạn chơi xong á nó hết pin á thì các bạn sẽ sạc với dây sạc ha. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ thổi cho nó khô ở đây nè, và đây nó sẽ có một cái lỗ sạc ha, và các bạn chỉ cần ghim cái lỗ sạc này vào ha, đầu còn lại thì các bạn ghim vào cốc sạc điện thoại, hoặc là ghim vào cổng USB PC laptop á, các bạn ghim này vào ha thì nó sẽ sạc, sau một khoảng thời gian nó sẽ đầy ha. Đó. Thì các bạn chơi lại bình thường đó. Hoặc nếu hết cúp điện hay gì, chúng ta sẽ sạc với dây sạc như thế này ha. Đó thì khá là thú vị. Thì cái nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này á thì các bạn có thể truy cập vào website trực tuyến asun.vn nha, và gõ với một từ khóa là 777-216 ha. Đây là bản cải tiến của mẫu trước ha. Đó. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo sẽ update cho bạn trong những video tiếp theo. Asun xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh asun.vn channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.